Đây nấm rau chay quá ngon. Ngầu dữ không ăn món này nè. Để đây. Đây là cọng rau chay nha quý vị. Ở quê mình nó kêu bằng cọng rau chay nhưng mà thật ra nó là cái cỏ chay thôi, rau chay. Cái này nó là tự nhiên nó mọc, nó cũng là thành cỏ. Nhưng mà đặc biệt cái đọt của nó mình bẻ ăn được, xào rất là ngon, xào thịt bò, xào tép, xào tỏi. Xào rất ngon. Tuy nó cỏ nhưng mà ăn được. Ăn nó nhớt nhớt, nó có đây là mình lật nó ra nè. Đó. Tước mấy cái già đó. Nên hồi mình làm mình nói là xào tép. Nếu không có tép mình xào tỏi không cũng được nữa. Có được thịt bò nữa thì càng tốt. Cầm mập mập không? Lâu vậy không ăn món này nữa. Lúc nhỏ nó ăn hoài luôn. Này món quê mới có nha. Thành thị kiếm món này mà hơi khiếm á. Xào vô cái này nó có những cái độ nhớt. Rồi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị xào nha. Rau chay mình đã lạc xong nè, chuẩn bị ít tỏi với tép, tép bạc á. Ok, giờ bắt đầu mở lửa lên. Hạn chế một ngọt nha. Không chút. Đó, không chút. Đó, bánh. Chút nước nha. Xào lên cái nữa, xào lên cái nữa đó. Mình xào lên cái nữa cho nó đều đều, cho cái tàu lại nắp lại cho nó chín đều nha. Chưa bỏ gì nữa. Muối nó quá nha. Muối. Chính này được rồi.
chưa? Quá hấp dẫn quý vị ơi. Rau chay xào tép. Đang trắng cơm nha. Chấm chấm với nước tương tỏi ớt. Ok. Đây là món rau chay xào tép chấm với nước tương nha. Ngon. Cái rau này nó có ngũ nhớt. Mà không phải là rau đúng là cỏ. Nhưng mà cỏ chay. Nhưng mà ăn được. Rất là ngon quý vị. Nước tương cho ha. Quá ngon. Này ngon hơn rau ngổ gấp mấy lần. Này nhiều người nói bị ăn bị ngứa chứ thật là ăn không ngứa. Ngon lắm. Ngon quá. Tép. Lâu dữ không ăn món này á. Mấy chục năm. Ngon. Ngon quá trời quý vị ơi.
Thì một mình ăn hết không hết dĩa này đâu. Tuyệt vời. Quá ngon. Lâu lực dĩ lắm mới ăn lại món này. Mời quý vị. Thấy không? Rồi, ok, cảm ơn quý vị đã xem video. Chào tạm biệt quý vị.